Và đội bóng đang đứng ở cuối bảng đó là Tòng Cà Mau FC, họ vẫn chưa có điểm số nào. Như vậy hiệp 1 của trận đấu cuộc so tài giữa Kako và anh Hồ Đức đã được bắt đầu. Như vậy trong hiệp 1 thì cao thủ áo trắng số 1 Phúc Bắc, cầu thủ mang số 6 Toàn Hà Thô, số 79 anh Tuấn và số 77 đó là Trương Đình Quang cùng với số 5 Trần Lộc. Trong khi đó thì vai trò các đền của Akako thì Phúc Bắc vẫn luôn là sự lựa chọn được xem là số 1 ở vai trò thủ môn của đội bóng này. Trong khi đó thì anh Hồ Đức cũng đã có trận hòa ở trận đấu ra quân của mình trước Thiên Vị Thắng với tỷ số hòa. Và như vậy trọng tài đã chia tay vào chấm phạt đền. Trọng tài cho rằng bóng đã chạm tay của cầu thủ bên phía Akako. Và chúng ta cùng chờ xem tình huống này rất hồi hộp và chờ đợi kết thúc của Văn Kiệt. Không vào. Và Văn Kiệt đã không thể đánh bài được thủ thành Phúc Bắc. Tình huống là bắt bài rất hay của Phúc Bắc đã cứu thua cho Akako một bàn thua trong thấy. Vì cũng có chiến thắng ở lượt trận thứ hai vừa qua của họ cũng đã cải thiện rất nhiều ở trên bảng xếp hạng dành cho đoàn quân của Phùng Trọng Luân. Đó là doanh nhân có Tích Mưu. Việc để thua ở trận cầu ra quân trước Akako với tỷ số 0-2. Liều bóng chạy cho các thủ anh Vũ Đức, quả người rất hay của Hồng Quang. Lối đá quen thuộc của Hồng Quang, Ngọc Hiên xoay sở khá hay, dứt điểm, không vào. Vẫn là Ngọc Hiên, Văn Kiệt, vẫn không vào. Hai còi liên tiếp đã trước đó của Ngọc Hiên và thuống sút thứ hai của anh Vũ Đức đến từ số 4 Văn Kiệt. Một pha bóng mà Hồng Quang đã mở ra rất nhiều còi cho đồng đội mình. Cần thiết để loại bỏ đối phương và tạo ra những gọi cho mình và mở ra gọi cho những đồng đội. Dứt điểm, không vào. Và cứu thua tuyệt vời của Phúc Bắc. Đó được xem là tình huống cản phá thứ hai của Phúc Bắc trong hiệp bóng này và đang giúp cho Akako không phải nhà bảo thua. Bị tập bọc cực kỳ khó chịu nhưng Phúc Bắc vẫn có thể kiểm soát được tình hình và cứu thua cho đội mình rất nguy hiểm. Và như vậy thì số đã được mở dành cho anh Hồ Đức. Người đá bằng cách để chạm bóng và tạo bất ngờ cho Phúc Bắc đó là Ngọc Niên. Sau hàng loạt những gọi bị bỏ lỡ và phung phí quá nhiều trong hiệp bóng này, với cuối cùng thì cao thủ anh Hồ Đức đã có được điều mà mình mong muốn trong hiệp 1, đó là bàn thắng để mở tỷ số. Sau những nỗ lực thì cuối cùng đội bóng áo xanh là đội bóng đã chơi hay hơn trong hiệp 1 này trước Akako. Họ xứng đáng có được bàn thắng để mở điểm. Quyền sử dụng va của cao thủ Akako đã được sử dụng ở tuần này. Việc dẫn đến bàn thua đã khiến cho họ phải sử dụng va. Trong khi đó thì Toàn Hà Thô cũng như vậy. Đây cũng là một cầu thủ thi đấu nhiều năm cho các thủ Á Khang. Khá tốt. Và điều không vào. Một pha dàn xếp pha rất hay của đội bóng áo trắng. Xếp một còi nữa. Đó là cú đá chân trái của Vinh Quang. Một pha phập một chạm rất đẹp mắt của các thủ Akako. Đó là tình huống phập ngay trong khu vực vòng cấm của đội vương và khiến cho anh Hồ Đức không thể tranh chấp một cách quyết liệt. Họ đang thi đấu với một tinh thần không thật sự là quá cao và sự sung mãn của họ ở những phút đã qua cũng thật sự là ấn tượng. Nguy hiểm. Đình Ninh là người đá chủ động ám sát rất nhanh để tung ra cú đá ở nhịp 2. Để tạo ra bất ngờ và gọi cho đội bóng mình khi mà Hồ Đức đang phải trải qua khó khăn. Văn Hiệu xử lý rất hay. Pha xử lý rất ngọt đến từ Văn Hiệu nhưng vừa rồi thì cú đá của số 10 này vẫn chưa có được đủ sắc sảo để đánh bại được Tuấn Dương. Đánh đầu rất nguy hiểm. Và cứu thua của cầu thủ má số 11 bên phía anh Hồ Đức đó là Tuấn Diệu. Cản bóng rất hay của Ngọc Lương. Sức mạnh và tốc độ của Ngọc Lương. Văn Kiệt dứt điểm, không vào. Phúc Bắc đã phản xạ quá nhanh và chạm bóng đủ tinh tế để khiến cho Phúc Bắc phải trải qua khó khăn ở tuyến đầu người vừa rồi. Dẫu sao đi nữa thì Phúc Bắc cũng đã chơi quá hay trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta cùng chờ xem tình huống đá phạt này của Trương Đình Quang. Vinh Quang. Trương Đình Quang đã di chuyển để tạo bất ngờ với cú đá vừa rồi của đồng đội đó là đội trưởng mang số 69 Vinh Quang. Quả đá phạt trực tiếp dành cho bóng Akako. Họ cần phải chắc chịu những quả đá phạt cố định như thế này. Khá nguy hiểm. Tuấn Dương vẫn chủ động tốt và giải nguy một cách rất an toàn.
và chiếc quả đá phạt góc. Chiều cao và xa tay của Tuấn Sương sẽ giúp rất nhiều cho anh ở những tình huống bóng bổng. Liên Tùng đánh gót nguy hiểm, coi bất công vào. Cú đá khó tin của đội trưởng ba số 69 đó là Vinh Quang. Một quả trống mênh mông, một còi cực kỳ rõ ràng để giúp cho Akako có thể cuối cùng giải trò cao thủ Akako. Và bằng sát chính xác của Tuấn Sương. Và như vậy đúng lúc này thì trọng tài đã cho trận đấu khép lại 3 điểm dành cho anh em Hồ Đức ở lượt trận thứ 3. Sau 2 trận đã qua để cho đối phương cầm hòa thì ngày hôm nay với lượt trận thứ 3 thì anh Hồ Đức đã quyết tâm hơn và rút ra bài học quý giá cho mình. Và họ đã giành tròn 3 điểm trọn vẹn mặc dù khép lại với một kết quả sát đúc 2-1.